Chào mừng quý vị đang đến với mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin Italia và Tây Ban Nha. Khoảng 200 linh mục Italia và Tây Ban Nha qua đời vì coronavirus. Tin nước Pháp. 85% phụ huynh Pháp cho biết đã trải qua thời gian cách ly tốt tại gia đình. Tin Italia và Tây Ban Nha. Khoảng 200 linh mục Italia và Tây Ban Nha qua đời vì coronavirus. Trong số ra ngày 20 tháng 4, 2020, báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Italia cho biết tính đến Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, có ít nhất 111 linh mục giáo phận tại Italia qua đời vì coronavirus, không kể các linh mục dòng và các nữ tu. Số các linh mục vừa nói có 7 vị qua đời trong tuần thánh đến Chủ nhật thứ hai sau phục sinh. Phần lớn các linh mục qua đời là những vị trên 70 tuổi, đặc biệt có linh mục Enrico Benuzzi, 46 tuổi, thuộc giáo phận Totona, đặc trách về mục vụ ơn gọi và chủng viện, qua đời hôm thứ Hai ngày 13 tháng 4 sau lễ phục sinh. Đây là linh mục trẻ nhất qua đời vì coronavirus tại Ý. Linh mục cao niên nhất qua đời tại nước này là cha Luigi Acelloni, 96 tuổi, thuộc giáo phận Camarino, qua đời cùng ngày. Tại Ý, cho đến nay cũng có 140 bác sĩ qua đời trong khi thi hành phận sự. Trên toàn quốc, tính đến ngày 20 tháng 4, có 24.114 người qua đời vì đại dịch, trên tổng số hơn 181.000 người bị lây nhiễm. Tại Tây Ban Nha, trong cuộc họp báo hôm thứ Hai ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Luis Anquelo cho biết, có ít nhất 70 linh mục giáo phận qua đời vì coronavirus trong khi thi hành phận sự, không kể các linh mục cao niên qua đời tại các nhà dưỡng lão và các linh mục thuộc các dòng tu. Giáo hội tại Tây Ban Nha có nhiều linh mục bị lây nhiễm virus, nhất là tổng giáo phận thủ đô Madrid. Có 100 vị, trong số này có 28 vị bị thiệt mạng. Vì thế, tổng số các linh mục qua đời vì đại dịch tại hai nước có thể lên tới ít là 200 vị. Tin nước Pháp. 85% phụ huynh Pháp cho biết đã trải qua thời gian cách ly tốt tại gia đình. Một nghiên cứu gần đây về cuộc sống của người Pháp trong tình trạng cách ly, dù căng thẳng và tâm trạng ảm đạm, nhưng có một khía cạnh tích cực, đó là thời gian dành cho gia đình. Thời gian tốt đẹp với gia đình. Đây là kết quả được ghi nhận với 85% phụ huynh được phỏng vấn trong khuôn khổ cuộc khảo sát do Viện Odoxer CGI thực hiện cho báo France Info và France Bleu, được công bố vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Mặc dù có mối lo ngại liên quan đến đại dịch và hậu quả tài chính của việc bị cách ly hay những khó khăn khi phải làm việc từ xa, bao quanh bởi trẻ em và trường học ở nhà, đại đa số phụ huynh tuyên bố rằng việc cách ly có thể giúp họ có thời gian tốt cùng gia đình. Chưa bao giờ người Pháp dành nhiều thời gian cho gia đình đến thế. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu cách ly, đại đa số các gia đình đã được đoàn tụ dưới cùng một mái nhà suốt cả ngày lẫn đêm. Chỉ 29% dân số vẫn đến nơi làm việc hàng ngày. Mặc dù có những khó khăn, căng thẳng do quá đông đúc và nhiều nguồn lo lắng khác nhau, 85% người Pháp đang nuôi con cái, trải qua thời gian tốt tại gia đình, nghiên cứu nhấn mạnh. Đó là con số khích lệ cho bạn. Cách ly không chỉ là sống trong lo lắng và u ám, nhưng là thời gian dành cho gia đình, cho thể thao, trò chơi, thảo luận và đi bộ, ngay cả khi những điều này bị hạn chế. Tuy nhiên, 32% nói rằng họ thấy con cái lo lắng, đặc biệt là khi họ sống trong diện tích nhỏ hoặc ở vùng ngoại ô khó khăn.
về giáo dục từ xa, 68% phụ huynh thấy rằng công việc học hành có chất lượng tốt, nhưng phần khác 53% nhận thấy sự thiếu tập trung của trẻ em. Nghiên cứu không nghiêng về 15% những người mà cuộc sống gia đình đã trở thành địa ngục. Nhiều dịch vụ lắng nghe đã được tạo ra để giúp họ. Hội đồng giám mục Pháp đã thiết lập một số điện thoại miễn phí để lắng nghe những lo lắng của người công giáo bị cách ly. Bên cạnh đó, một nhà phân tâm học ở Lyon cũng tạo ra nền tảng ứng dụng Zukai, cung cấp hỗ trợ miễn phí và ẩn danh dành riêng cho các bậc phụ huynh quá căng thẳng và mệt mỏi. Mục điểm tin Giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.